Phó Thủ tướng Nga Rogozin bắt hai tay như đặc nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, sau buổi tập bắn này, một video về khả năng bắn súng ngắn của ông Rogozin đã được tung lên mạng cho cái khả năng thiện xạ như đặc nhiệm của vị Phó Thủ tướng, phụ trách mạng công nghiệp quốc phòng Nga. Vị Phó Thủ tướng Nga cũng bình luận về điều này trên trang cá nhân của mình. Ông Rogozin viết đùa trong blog cá nhân trên Twitter, một con đường đều dẫn đến trường bắn, trong video, chính trị gia nổi tiếng của Nga dễ dàng hạ gục tất cả các mục tiêu bằng một súng bắn, bằng tay trái hoặc tay phải, giữ súng bằng hai tay và cả bằng một tay, bắn trúng tất cả các mục tiêu cả to lẫn nhỏ, trong khi đứng yên hoặc cả khi đang di chuyển. Ông còn cho thấy kỹ năng tuyệt khảo khi bắn súng bằng cả hai tay vào một mục tiêu và hai mục tiêu mà không cần ngắm bằng mắt, một kỹ thuật rất khó mà trong giới xạ thủ gọi là thiện xạ kép, bắn theo kiểu Macedonia với tỷ lệ đạn chậm bi đáng kinh ngạc. Được biết, Phó Thủ tướng Nga tên đầy đủ là Timirich Alekovic Rogozin, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1963, vị chính khách cao cấp của Nga có bằng bác sĩ và được cho là thành tạo tới bốn ngoại ngữ. Năm 2003, ông là lãnh đạo đảng Rodina Tổ quốc, một tổ chức chính trị nhận sự ủng hộ của Kremlin, chuyên thu hút phiếu bầu của các đảng theo lối dân tộc chủ nghĩa. Đảng này bị giải thể năm 2006, nhưng đến năm 2012 lại được tái lập. Vào tháng 1 năm 2008, ông trở thành đại sứ Nga tại NATO. Ngày 18 tháng 2 năm 2011, tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã trao thêm quyền hạn cho Dmitry Rogozin là đại diện đặc biệt về phòng thủ tên lửa quốc gia và chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán với NATO trong lĩnh vực này. Piotr Gorosin đảm nhận các cương vị này cho đến tháng 12 năm 2011. Ngày 23 tháng 12 năm 2011, ông đã được bổ nhiệm làm phó thủ tướng chính phủ Nga, phụ trách mảng công nghiệp quốc phòng và công gian là kiến trúc sư cho sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí Bear System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bear System, Nick Clover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng